Các bạn thân mến, để vào tiếp cái phần bài học câu ấy và cụm từ thông dụng người tiếng Trung hôm nay thì tôi xin giới thiệu tiếp cái phần câu thứ 47. Mã hú hù có nghĩa là chỉ tạm tạm hoặc là bình thường. Ví dụ bạn là khen ai đó nói tiếng Trung rất là giỏi, nỉ xua trung uốn hấn hảo, thì cái người được khen đó người ta có thể nói là má má hú hù, có nghĩa là cũng tạm tạm, cũng bình thường. Hoặc là gì, bạn có khỏe không, mình cũng có thể hỏi là bạn có khỏe không, thì người ta cũng thể trả lời là má má hú hù, có nghĩa là cũng bình thường, tôi cũng tạm tạm. Từ má má hú hù này cũng có rất nhiều các cái cách để chúng ta trả lời, ví dụ người ta khen hoặc là người ta hỏi thăm. Tiếp tục câu thứ 48. Ủa ai nhỉ? Câu này chắc các bạn trẻ thì rất là thích bởi vì nó liên quan đến cái câu khe, câu gì, câu khen hoặc câu lịnh đầm bạn trai hoặc bạn gái của mình, là gì, anh yêu em hay là em yêu anh chẳng hạn, là đều có thể được. Đây là hai cái đại từ chỉ ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Tiếp tục câu thứ 49, chúng ta có câu như sau. Chưa sư nỉ tơ ma, cái này có phải là của bạn không, hoặc là đây có phải là của bạn không. Người ta ẩn cái tân ngữ ở đây đi, ví dụ đây có phải là quyển sách của bạn không, thì người ta nói cho thêm cái từ chữ sách vào đây, ví dụ chưa sư nỉ tơ su ma. Hoặc là chúng ta có thể thay đây có phải là bút của bạn không, thì chúng ta cũng có thể thêm cái từ bì vào đây, chưa sư nỉ tơ bì ma. Đây có phải tiền là của bạn không, chưa sư nỉ tơ chén ma. Tiếp tục chúng ta xung câu thứ 50, cụm từ thứ 50, chưa hấn hảo. Cái này chúng ta có thể dịch là rất tốt, hoặc là cái này rất là tốt, hoặc là điều này rất là tốt, hoặc là điều này rất là ok. Chúng ta nói chưa hấn hảo. Tiếp tục chúng ta có từ câu thứ 52, ní khẩn tiền ma. Ní khẩn tiền ma, câu này có nghĩa là bạn có chắc chắn không, hoặc là gì, bạn có xác định không, xác nhận không. Ní khẩn tiền ma, khẩn tiền ở đây âm Hán Việt có nghĩa là khẳng định, nhưng chúng ta dịch ở đây chúng ta có thể dịch thoát nghĩa đi một chút là bạn có chắc chắn không, bạn có xác định không, hoặc là bạn có xác nhận như vậy không. Ní khẩn tiền ma. Tiếp tục chúng ta có câu thứ 53, phi chùa bù khở ma. Ở đây câu này dịch có nghĩa là không làm có được không. Phây chua có nghĩa là không làm. Chữ phây này tương đương với chữ pù hoặc là chữ ú ở trong tiếng Trung. Ở đây chúng ta ghép là phây chua bù khở ma. Không làm có được không? Không ăn có được không? Phây chư khở ỉ ma. Chúng ta có thể thay cái động từ vào đây. Không làm cái gì có được không, hay là không 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 sử dụng, hay là không cái gì đó. Trong cái câu này chúng ta sẽ thay vào chữ động từ vào đây. Tiếp tục câu thứ 54, chúng ta có câu như sau. Tha hứa ủa thúng xuê, tha hứa ủa thúng xuê, có nghĩa là anh ấy cùng tuổi với tôi. Ở đây chúng ta có mẫu câu là A hứa P thúng xuê. Chúng ta có thể thay từ xuê vào đây là ví dụ như là cùng cùng tuổi thì là thúng xuê, cùng làm có nghĩa là đồng nghiệp ấy thì là thúng sư, có nghĩa là đồng nghiệp là cùng làm. Thúng xuế có nghĩa là cùng học, ví dụ anh ấy cùng học với tôi là tha hứa ủa thúng xuế, anh ấy cùng làm việc với tôi là tha hứa ủa thúng sư. Chúng ta cũng có thể thay vào hai cái đại từ
nhân xưng này, hai cái đại từ tôi và anh ấy vào đây. Ví dụ chị gái tôi và anh ấy là cùng tuổi với nhau là 我姐姐和她同岁, hoặc là gì, anh ấy và chị gái tôi là cùng làm, 她和我姐姐同事. Tiếp tục chúng ta có từ, có câu 55, 不要紧. Ở đây câu này có nghĩa là không nên lo lắng hoặc là không nên căng thẳng. Ở đây chúng ta có thể thêm từ chỉnh trang. Chỉnh trang có nghĩa là căng thẳng. Cả một cái từ đó là có nghĩa căng thẳng. Nhưng ở đây người ta nói tắt, 不要紧 là không nên căng thẳng, không nên lo lắng. Tiếp tục câu thứ 56. Câu thứ 56 chúng ta có từ mấy vấn đề. Mấy vấn đề có nghĩa là không vấn đề gì hoặc là không sao. Ở đây ví dụ ai đắc tội với chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng cái từ mấy vấn đề này. Ví dụ chạm vào người mình hoặc là dẫm vào chân mình đó, thì hay là mình nói cái gì đó mà không phải với người đối phương thì chúng ta có thể nói xin lỗi, thì cái người đối phương người ta sẽ nói là mấy vấn đề không sao. Tiếp tục câu thứ 57, chiêu chưa yên có nghĩa là thế vậy thế đó. Chúng ta đọc lại này, chiêu chưa yên. Chưa yên là như vậy, như thế. Chiêu ở đây có nghĩa là khẳng định, hay là người ta khẳng định một cái gì đó thì người ta dùng từ chiêu này. Ví dụ chiêu hảo có nghĩa là tốt, hoặc là như thế thì là rất tốt, hoặc là chiêu chơi yang có nghĩa là như thế vậy, như thế đó. Ví dụ như anh ấy là một người rất thông minh thì anh ấy sẽ nói tiếng Trung rất là tốt. Ví dụ, 他是聪明的人，就这样，他学中文很好，很快. Tức là anh ấy là người rất thông minh thì anh ta học tiếng Trung rất nhanh. Tiếp tục câu thứ 58. 时间快到了, có nghĩa là thời gian sắp mà sắp hết thời gian rồi. 时间快到了. Ở đây người ta có thể nói là 时间快完了, nhưng mà đây ở văn hóa tiếng Trung Quốc người ta chỉ nói là 时间快到了 là sắp tới rồi, sắp đến rồi, sắp hết rồi, thì người ta dùng từ này. 时间快到了. Tiếp tục câu 59 chúng ta có câu 有什么信息吗? Có tin tức gì mới không? 信息 có nghĩa là tin tức mới hay là sự việc gì mới. 有什么信息吗? Có tin tức gì mới không? Hoặc là có cái gì đó mới không? Có việc gì mới không? Tiếp tục chúng ta có câu 60. 算上我 có nghĩa là tính cho tôi. Ví dụ như là bạn rủ bạn mình đi ăn uống thì chúng ta có thể là sau khi ăn xong thì chúng ta nói với nhân viên nhà hàng là 算上我 là tính cho tôi, để tôi trả tiền. 算上我. Tiếp tục chúng ta có câu 61 là 别担心 có nghĩa là đừng lo lắng. 别 là đừng, 担心 là lo lắng, hay là tan xin có nghĩa là lo lắng hoặc là sốt ruột, đều có thể dùng từ này, phía tan xin. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.